Ok, và hai xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Dạ, và mình là The đấy. Và mọi người có thấy là hiện tại đấy, ở bên cạnh mình đang xuất hiện thêm một cái đầu nữa không? Ồ, nhìn rất là ngầu luôn. Và cái đầu này nhá, nó mọc ra ở phía sau lưng của mình. Thực ra thì cái đầu này này, nó là một loại sinh vật có nguồn gốc từ vũ trụ Marvel. Và đây là một loại sinh vật hiện tại đang ký sinh vào bên trong cơ thể mình. Và nó có tên là Venom. Nhưng mà đặc biệt nhất đó là bây giờ các bạn hoàn toàn có thể tìm thấy sinh vật này ở bên trong Minecraft nha. Thế nên là mình mới có thể cấy ghép được Venom vào bên trong cơ thể của mình đó. Và ở trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể bắt được Venom và cấy ghép chúng vào trong cơ thể để chúng ta có thể trở thành những con Venom. Nhưng đừng quên, trước khi trở thành những con Venom, có một điều mà các bạn cần phải làm, đó là hãy bấm like video này và đăng ký kênh cho mình. Nếu không thì đây sẽ là kết cục của các bạn. Sợ chưa? Sợ rồi thì đăng ký đi. Rồi, và trước hết nhá, thì chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị thêm một ít nguyên liệu để có thể bắt được Venom. Bởi vì Venom đấy, nó không phải là một sinh vật ở bên trong trái đất, mà nó là một sinh vật đến từ ngoài vũ trụ, từ một tiểu hành tinh. Nên là mọi người sẽ không thể nào bắt nó bằng một cách bình thường được. Và nếu như mình nhớ không nhầm, thì chúng ta sẽ cần phải có đó là hai cái thỏi đồng và bốn thỏi sắt. Đấy, thì có thể chế tạo ra được một cái bình, một cái bình chuyên dùng để bắt Venom. Nhưng mà hiện tại đây thì thực sự là để có thể kiếm được sắt nhanh chóng nó khá là khó khăn. Nên là mình sẽ sử dụng một cái cách thức nhanh hơn một chút. Rồi, vậy là mình đã có được 3 thỏi sắt rồi nhá. Ồ, tại sao nó không cho mình 4 thỏi hay nhiều hơn nhỉ? Ồ, đây rồi, mình đã tìm thấy một cái hang rồi. Ồ, và ở bên đây chúng ta có cả đồng này, ngon luôn. Ok, có vẻ như là cuối cùng mình đã tìm thấy được đồng rồi nha các bạn. Ok, và bên dưới, bên dưới chúng ta có hai cái quặng sắt này. Và mình mong là sau khi mình đào xuống dưới thì mình có thể có được đủ 5 cái. Ồ, chỉ cần 5 cái, à không, 4 cái thôi. Thì chúng ta đã hoàn toàn đủ để có thể chế tạo ra được một cái thiết bị bắt Venom. Nào, và không biết ở dưới đây chúng ta sẽ có mấy cái đây. 1, 2, 3, 4. Vậy là mình đã đủ nguyên liệu chế tạo ra một cái thiết bị bắt Venom rồi. Ok, tiếp theo thì mình sẽ cần phải nung những cái quặng này ra nhá. Bởi vì nếu như chỉ để không thì nó cũng trả thành phôi để cho chúng ta có thể dùng được. Nên là mình sẽ phải nung những cái phôi này ra. Ôi chết, quên không có gỗ rồi. Đây, gỗ đây, gỗ đây. 16 gỗ. Và bây giờ mình sẽ đợi để cho những cái quặng này nó nung xong hết nha các bạn. A few moments later. Ok, vậy là mình đã có được hai cái thỏi đồng và 5 thỏi sắt rồi nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ chế tạo một cái thiết bị bắt Venom. Ồ, hả? Cái gì sao nó lại dùng kính á? Ơ sao, tại sao trước đây mình nhớ nó cần phải dùng thỏi sắt cơ mà, sao bây giờ lại dùng kính là như thế nào? Lộn rồi. Nhưng mà cũng rất là may, bởi vì ở gần đây thì chúng ta có khá là nhiều cát. Rồi, và mình chỉ cần đúng 4 khối cát mà thôi là đã có thể chế tạo được rồi. Ok, và có vẻ như là những cái thủy tinh đã được nung xong rồi. Tiếp theo thì mình sẽ chế tạo ra một cái capsule. Đó, đây là một cái thiết bị chuyên để bắt Venom nha. Đấy, và hiện tại thì cái capsule này bên trong nó vẫn đang là trống rỗng nha. Bởi vì hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm thấy Venom. Thế nên tiếp theo chúng ta sẽ cần phải tìm thấy một cái bãi thiên thạch rơi. Và chỉ có ở trong cái bãi thiên thạch rơi nhá mới có thể tìm thấy được những cái con Venom. Bởi vì những cái con Venom ấy nó sẽ chỉ xuất hiện ở ngoài vũ trụ. Ok, có vẻ như là cuối cùng mình cũng đã tìm thấy được cái bãi thiên thạch rồi. Đó, và đây chính là cái bãi thiên thạch rơi. Và có vẻ như là, ôi chết, chết trái cháy thế. No. Cái bãi thiên thạch rơi này nhá, nó sẽ chỉ có ở trong sa mạc mà thôi. Mình cũng không hiểu tại sao nó lại như vậy nữa. Nhưng mà có vẻ như nó chỉ thực sự có ở trong sa mạc mà thôi. Nhưng mà hình như là sao không có con Venom nào ở đây nhỉ? Có vẻ như đây chỉ là một cái bãi thiên thạch bình thường mà thôi. Nên là nó không có con Venom nào. Thôi vậy, mình đành phải tìm ở một cái nơi khác đi. Ồ, đây rồi, mình lại tìm thấy được thêm một cái bãi thiên thạch nữa rồi.
Và không biết là ở bãi thiên thạch này bên này có vẻ như là cũng không có con Venom nào. Tại sao Venom nó lại hiếm như thế nhở? Ok, và đây là cái bãi thứ 3 rồi và... Đây rồi. Ok, và có vẻ như là mình đã tìm thấy được Venom rồi nha các bạn. Tuyệt vời. Rồi, và bây giờ mình sẽ lấy cái bình capsule này để bắt Venom. Ôi, vậy là mình đã có được Venom rồi nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Ở bên trong cái bình này, nó đang có một cái cục gì đó xoay tròn ở giữa. Đó, và đấy chính là Venom. Và bây giờ nha, chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng cái cục này nào. Làm sao để dùng cái này nhỉ? Đây rồi. Oh my god. Và như mọi người đang thấy thì mình đã trở thành Venom rồi nha các bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ thử một vài chiêu thức của Venom xem nào. Đây là cái gì đây? Có vẻ như đây là một cái chiêu thức có thể tạo ra được một cái xúc tu, khiến cho mình có thể di chuyển được ở trên mặt đất với tốc độ nhanh hơn nha các bạn. Wow, hay quá luôn đấy chứ. Rồi. Và mình có thể bám được vào cái tòa nhà này. What? Như phim siêu anh hùng vậy. Ok, và đó là chiêu đầu tiên của Venom. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái chiêu Fit ra nào. Wow, và có vẻ như là mình vừa ăn thịt một con dân làng. Wow, để mình thử lại nhá. Nào đây, anh dân làng nào, qua đây. Nào. Wow, hình như là thực sự là mình vừa ăn thịt một anh dân làng các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ thử nghiệm cái chiêu thứ 3 của hình dạng Venom nha các bạn. Nào. Có vẻ như chiêu thức này nó là một chuỗi combo các đòn tấn công của Venom. Và chỉ với 4 đòn thôi là mình đã có thể giết được một con người sắt rồi. Nhưng mà mình biết chắc chắn là Venom sẽ không chỉ có mỗi 3 cái chiêu thức này đâu. Nên là bây giờ mình sẽ thử nghiệm thêm một số những cái chiêu thức khác của Venom nhá. Để xem Venom còn có những cái khả năng nào nào. Cái gì vậy? Và có vẻ như là Venom của chúng ta có thể mọc cánh ra và bay này. Đây rồi. Có vẻ như là Venom của chúng ta thực sự có thể mọc cánh và bay được. Ngon luôn các bạn ơi. Và Venom thực sự có thể mọc cánh ra và bay được luôn này. Sau đó thì mình cũng đã tìm hiểu thêm một số khả năng của Venom. Thì mình phát hiện ra được Venom có rất là nhiều những khả năng mà ngay cả mình cũng không thể nào ngờ tới. Và để có thể làm được chiêu thức này nhá, mọi người sẽ cần phải nhảy lên, cúi xuống và tấn công. Đó, nào các bạn nhìn này. Đấy, trong lúc nhảy lên các bạn sẽ bấm cúi xuống như thế này nhá. Đấy, các bạn nhìn này. Nào. Thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái chiêu nhảy lên và tấn công. Mình đánh giá thì chiêu này có sức sát thương lớn hơn đòn đánh thường rất là nhiều. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái khả năng khác của Venom. Thì bằng việc lặp lại những cái động tác như vừa nãy. Đó, các bạn sẽ cần phải nhảy lên, cúi xuống và bấm. Đó. Thì các bạn sẽ vào một cái trạng thái đặc biệt, đó là độn thổ. Thực ra thì mình cũng không biết cái trạng thái này gọi là gì nữa, nên mình tạm gọi nó là độn thổ như thế thôi. Nhưng mà mọi người nhìn này. Chúng ta có thể đây thực sự là một chiêu thức rất là mạnh luôn. Khả năng này có thể giúp cho Venom chui xuống dưới lòng đất, sau đó lại gần kẻ thù và tấn công. Và đấy vẫn chưa phải là tất cả đâu. Mọi người thấy cái phần trái tim đỏ đỏ này không? Đó, thì khi mà chúng ta chọn vào cái ô này nhá, sau đó cúi xuống và click, thì nó sẽ hiện lên một cái màn hình. Ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng đó là thêm 1, 2, 3 kỹ năng khác của Venom. Kỹ năng đầu tiên đó là kỹ năng tay rìu. Nhưng mà để sử dụng kỹ năng này đấy thì chúng ta sẽ cần phải bỏ đi khả năng ăn các sinh vật khác. Nhưng mà bù lại chúng ta sẽ có thêm một cánh tay rìu. Và cánh tay rìu này nhá, chúng ta có thể dùng nó để chém. Các bạn yêu. Cánh tay rìu này nó có thể chặt phá những cái block cũng như là những cái công trình. Rất là bá đạo luôn. Và tất nhiên nó có thể dùng để chém người cũng vô tư luôn nhá. Nào. Mình có thể dùng cái này để phá tất cả những cái công trình của những con dân làng. Tất nhiên nếu như mọi người muốn thì có thể dùng nó để đào đất luôn nhá, cũng có thể được luôn. Thì ra trước giờ chúng ta vẫn luôn đi mài sai cách các bạn ạ. Như này mới gọi là đi mài chứ. Ok, và mình sẽ sử dụng cái khả năng tay rìu này nhá, để thử nghiệm với lại con
Iron Golem để xem bọn Iron Golem có thể chịu được mấy phát từ cái tay rìu này nào. Nào, 1, 2, 3, 4, 5. Vậy là con Golem có thể chịu được 5 phát, tức là một cú chém có thể gây được sát thương là khoảng 20 máu, khá là mạnh luôn. Rồi, và bây giờ mình sẽ đổi cái kỹ năng tay rìu này sang kỹ năng khác, đấy là gì đây? Ồ, đây là một kỹ năng có liên quan tới móng vuốt. Đây, và mình sẽ sử dụng tiếp anh Golem nhá, để thử cái kỹ năng móng vuốt này nào. Ồ, thì ra cái kỹ năng này nó có thể khiến cho chúng ta có thể xách được các sinh vật lên này. Và mình thì có thể xách anh Golem như kiểu mẹ xách con đi chợ luôn này. Rồi, nhưng mà sau đó thì sao? Sao nào? What? Đập một cái chết tươi anh Golem rồi. Và mình không nghĩ là cái kỹ năng này nó mạnh như vậy đấy. Đây, để mình sẽ thử xem với một sinh vật nữa, đó là con Warden nào. Sao nào? Đây chính là sinh vật máu trâu nhất ở trong Minecraft hiện tại. Và để mình xem nào. Wow, đập một cái chết luôn cả con Warden này. Cái chiêu móng vuốt này mạnh vai. Ok, và đó chính là chiêu móng vuốt. Tiếp theo chúng ta sẽ thử nghiệm thêm một cái kỹ năng khác của con Venom này nhá. Nào, đó chính là kỹ năng roi. Đây là kỹ năng roi này. Kỹ năng roi này có vẻ như đây là một dạng kỹ năng tầm xa các bạn ạ. Đúng rồi, đây mặc dù cái chiêu này nó không mạnh lắm đâu. Đó, có vẻ như là một phát của nó chỉ gây ra được khoảng 10 đam mà thôi. Bù lại thì khoảng cách tấn công được nâng cao lên rất là nhiều. Ok, và tiếp tục thì mình sẽ thử nghiệm với lại anh Warden nha các bạn. Đó. Wow, và mình có thể đánh anh Warden ở khoảng cách 7-8 block gì đó, khá là xa luôn, và anh Warden không thể nào đuổi kịp mình được. Wow, sao đánh sao mình biến ở sang dạng Venom mà sao anh Warden đánh đâu vậy? What? Oh my god. Nhưng mà có vẻ như là anh Warden dù có đánh đau đến mấy thì cũng không thể nào bằng mình được. Ok, và sau khi đánh bại xong anh Warden thì mình còn có chút máu à. Rồi, và bây giờ mình sẽ thử lại cái kỹ năng fit nhá. Sao nào? Và hình như là kỹ năng fit này thì sau khi mà mình ăn một anh dân làng đấy thì mình được hồi thêm khá là nhiều máu cùng với lại thanh thức ăn. Có vẻ như đây sẽ là một cái kỹ năng sẽ kiểu như là Venom sẽ ăn một cái sinh vật nào đó. Đấy, và sau đấy sẽ dùng cái năng lượng cũng như là máu của sinh vật đó để hồi lại lượng máu cũng như là thành thức ăn. Khả năng này phải nói là khá là tiện luôn. Chúng ta sẽ không cần phải nấu các sinh vật lên nữa, mà thay vào đây chúng ta có thể ăn luôn để hồi phục luôn trong chiến đấu. Tiếp theo thì ở bên trong các bảng lựa chọn nhá, mọi người sẽ có thêm hai cái sự lựa chọn nữa, đó chính là cái Transformation và Skin. Cái mục camera này thì mọi người sẽ không cần phải quan tâm đâu. Đấy, thì đầu tiên đó là phần Transformation. Nó sẽ có đó là Activate và Disable. Khi mà các bạn bấm vào cái Disable này đấy thì chúng ta sẽ trở lại thành dạng người bình thường. Đó là chúng ta sẽ có thêm một cái đầu nó mọc ra từ sau lưng. Và đây cũng chính là cái hình dạng đầu tiên mà mình đã giới thiệu cho mọi người ở đầu video ấy. Và ở trong hình thái con người thì mọi người sẽ mất đi một số khả năng của hình thái Venom, nhưng mà một số khả năng nó sẽ vẫn được giữ lại nhá. Như kiểu là cái khả năng di chuyển này. Đó, khả năng di chuyển bằng sức tu. Thực sự mà nói đấy thì theo như mình thấy thì đây nó là một cái kỹ năng mà nó còn tiện lợi hơn cả cánh lượn cơ. Cánh lượn nó còn chưa chắc đã có thể di chuyển được nhanh như thế này luôn cơ. Tiếp theo, mặc dù ở trong trạng thái bình thường nhá, nhưng mà chúng ta vẫn có thể sử dụng những cái xúc tu để leo trèo. Đó, bạn có thể leo trèo trên những cái bức tường thẳng đứng như thế này. Ồ, các bạn thấy không? Rất là dễ dàng luôn. Hay là đối với cái kỹ năng fit này nhá. Đấy, cái kỹ năng fit mặc dù sẽ không có tác dụng ở trong trạng thái con người, nên là các bạn có thể đổi kỹ năng fit sang một kỹ năng khác, như kiểu là kỹ năng móng vuốt chẳng hạn. Đấy, và mình cũng chưa thử nghiệm cái kỹ năng móng vuốt ở trạng thái con người nữa, không biết là nó có mạnh như ở trong trạng thái Venom hay không. Và có vẻ như là ở trong trạng thái con người nhá, chúng ta vẫn có thể dùng được cái kỹ năng móng vuốt nha. Và cái kỹ năng này đây, nó sẽ thực hiện bằng cách là nó sẽ mọc ra thêm một cái tay ở sau lưng mình. Ngầu vãi. Nào, và bây giờ mình sẽ thử đập nào. Và nó vẫn giữ được nguyên cái sức mạnh nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ đổi sang một kỹ năng khác, đó là kỹ năng rìu. Và nó thực sự đổi cái tay của mình thành một cái rìu này. What the hell? nhìn như kiểu là cái ông gì tay rìu ở trong One Piece ấy, nhưng mà phải nói là nhìn trông rất là ngầu luôn. Nào, đây, sao nào? Và
mình vẫn có thể dùng cái rìu này nhá để đào đất này. Wow, nói thật là cái kỹ năng này ở trong hình thái con người ấy dùng nó còn tiện lợi hơn rất là nhiều so với lại ở trong hình thái Venom cơ. Tiếp theo đó chính là khả năng nhảy cao. Thì bằng cách nha, các bạn sẽ cúi xuống đấy để lấy đà, sau đó nhảy. Lúc này sau lưng mọi người sẽ mọc ra thêm một số những cái xúc tu để đẩy mọi người lên trên cao. Mặc dù là hiện tại mình đã ở trong trạng thái con người nhá, nhưng mà những cái khả năng nó vẫn không thua kém gì so với lúc mà mình biến hình. Đấy, mặc dù là sức mạnh nó có hơi yếu đi một chút, đấy, nhảy cũng thấp hơn một chút, nhưng mà theo như mình thấy cũng không tệ đâu đúng không? Và nếu như mình nhớ không nhầm đấy thì hình như là chúng ta vẫn có thể bay được đúng không? Nào, nào. Ồ, đó, chúng ta vẫn có thể bay được. Wow. Ôi, và khi mà mình ở trong trạng thái này, hai cái cánh của mình nhìn to dã man luôn. Ok, vậy là mình đã thí nghiệm xong toàn bộ các chiêu thức cũng như là các kỹ năng đặc biệt của Venom. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu làm một cái thí nghiệm khác nhằm kiểm tra sức chiến đấu của Venom bằng cách là mình sẽ sử dụng ra một sinh vật đặc biệt, đó chính là Mutant Zombie, để xem liệu Mutant Zombie và Venom ai sẽ là kẻ mạnh hơn đây. Nào, ok, let's go. Ôi chết chạy. Wow, 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 wow. Gì vội vậy ba? Gì vội vậy ba? Chưa kịp mình còn chưa kịp làm cái gì mà. Gì vội thế? Đây đây, ok, và mình sẽ bắt đầu biến hình nhá. Let's go. Nào nào, gồng cái gì, gồng cái gì? Đây, qua đây, qua đây. Nào, ăn con hồi máu đã. Rồi, let's go. Mày. Nào đúng rồi, qua bên này, qua bên này đi. Mày, 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 mày. Ô, sao mình chém có ba cái đã nằm bố rồi đấy này. À, đây rồi, đây rồi, đây rồi, lại đứng lại rồi. Tưởng lại nằm luôn chứ. Rồi, đây, đây, đánh nhau tiếp nào, đánh nhau tiếp nào. Ơ, nhưng mà tại sao mình lại có cảm giác là nó không gây ra được sát thương cho mình nhỉ? À, có gây ra được sát thương nhá. Nhưng mà nó gây ra ít quá các bạn ạ. Ồ, trên trà hết bố nó máu rồi. Đây, để mình trở lại sang cái fit nhá. Ăn một con hồi lại máu đã. Thế lên. Mày, mày. Ồ, lại nằm rồi. À đây rồi, lại đứng lại tiếp rồi. Nào đây, để mình chuyển sang tay rìu tiếp này. Đấy, để chặt luôn cho nó nhanh. Mày, 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 mày. Ô, ô, sao mày chạy này? Hả, hả, ai cho mày chạy? Ai cho mày chạy? Đứng lại. Mày chạy này. Rồi, tiếp theo thì bởi vì thực sự là cái con Mutant Zombie nó quá là yếu đi thôi, nên là bây giờ mình sẽ phải sử dụng đến một cái sinh vật khác, đó chính là con Mutant Iron Golem. Đó, con Mutant Iron Golem này thì nó có một đặc điểm, đó là nó có thể đánh bại được đến vài con zombie Mutant kia. Nghe có vẻ rất là mạnh đúng không? Đó, nên là bây giờ mình sẽ bắt đầu biến hình nhá, để xem liệu nó có thực sự mạnh như vậy hay không. Nào, let's go. Và mình không hiểu tại sao nhưng mà có vẻ như là cái con này nó không hề tấn công mình các bạn ạ. Đâu, để mình xem nào. Ê, wow, 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 wow. Ok, và bây giờ mình sẽ thử lại nhá. Và mình đã mặc thêm một cái bộ giáp kim cương có Enchant Protection 4. Bởi vì mình phát hiện ra đấy, mặc dù là chúng ta biến thành Venom, chúng ta sẽ có khả năng kháng sát thương rất là lớn, nhưng mà đối với lại những cái con golem này thì nó quạt cho đúng hai cái chết luôn. Ok, và bây giờ mình sẽ thử lại thôi lần nữa đã. Nào, nào, nào. Wow, 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 wow. Đấy, ok. Rồi, và bây giờ một lần tấn công của nó mình chỉ mất có một xíu máu thôi. Nào, let's go, let's go. Wow. Ủa? Mày, 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 mày. Ủa, thực sự là sau khi mà mình mặc giáp kim cương có Protection 4 ấy, mình rất là trâu luôn nha các bạn. Wow, thực sự là cái skill Protection 4 cộng với lại khả năng kháng sát thương của Venom, thực sự là nó có thể khiến cho mình trâu đến một đẳng cấp khác luôn các bạn ạ. Nào, mày. Ủa, và mình có thể nuốt chửng cả một cái con người sắt đột biến luôn. Ô, 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 sao nó không tấn công mình nữa rồi? Ô, ô, đánh lại tao đi mày. Ô, mày không đánh tao. Mày không đánh tao à? Mày không đánh tao thì mày chết nhá.
À, còn một điều nữa về Venom mà mình quên giới thiệu với các bạn. Đó là khi mà chúng ta mở cái ô đồ ra nha, thì các bạn sẽ thấy là ở đây có một cái ô là Venom. Đấy, cái ô Venom sẽ được đội vào đầu của mình. Và nếu như mà mình tháo cái ô Venom ra thì Venom sẽ được gỡ ra khỏi cơ thể mình. Bạn có thể dùng cái mảnh Venom này tách một phần ra và ký sinh nó lên con ngựa. Và con ngựa bây giờ nó đã trở thành loài ngựa Venom. Wow, nhìn ngầu thật sự luôn. Đó, đây trước mặt các bạn đây đó chính là con ngựa Venom ấy. Nó sẽ có một cái đầu trông khá là giống với lại đầu của con lừa. Và nhìn trông trẻ trâu ấy. Đây nó có cái kiểu tóc kiểu bờm ngựa lên, nhìn trông trẻ trâu ấy trưởng. Và cái dáng đi của nó này nhìn trông cũng khác so với lại con ngựa bình thường nhá. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ thuần hóa con ngựa này nào. Và khi mình thuần hóa nó, ủa nó chạy lồng lên rất là nhanh luôn. Nào, qua đây mày. Nào đứng yên mày. Ô, nghe lời tao. Con ngựa này láo quá các bạn ơi. Nào đứng yên đi. Đấy đúng rồi, ok. Vậy là mình đã thuần hóa thành công con ngựa Venom rồi nha các bạn. Và có một điểm đặc biệt của con ngựa Venom này, đó là các bạn sẽ không cần phải dùng yên mới có thể cưỡi được, mà chúng ta có thể cưỡi thẳng con ngựa này và phóng đi. Và mình nói thật là ui, cưỡi con ngựa này phóng đi trông chiến vãi. Cái mình cảm thấy hình như tốc độ của con ngựa này cũng rất là nhanh luôn nhá, nhanh hơn con ngựa bình thường ít nhất phải gấp đôi luôn. Rồi và bây giờ mình sẽ thử nghiệm khả năng nhảy cao của nó này. Wow, con ngựa này ít nhất phải nhảy cao khoảng hơn 10 block. Oh my god. Và mình đang thấy ở đây là con ngựa này thậm chí là nó có lượng máu lên tới 2.5 thanh máu luôn nha các bạn. Đây là con ngựa bình thường này, còn đây chính là con ngựa Venom. Nhìn trông khác nhau một trời một vực luôn đúng không? Sau khi mà mình nhìn xong con ngựa Venom thì mình nhìn lại con ngựa bình thường trông nó cứ phèn phèn thế nào ấy nhỉ? Con ngựa này nó có thể tấn công được à? Vãi. Đây để mình xem nào. Con ngựa này có thể tấn công các sinh vật khác để bảo vệ chủ nhân. Nó không còn là con ngựa nữa rồi các bạn ạ. Con ngựa này bây giờ mình thấy nó giống như kiểu một con chó có thể cưỡi hơn ấy. Ok, và đó chính là cách để có thể tìm ra và trở thành Venom ở trong Minecraft. Và cũng vì vậy nên video của mình đến đây là hết mất rồi. Còn nếu như mà các bạn thích video này của mình thì đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ và bấm vào nút đăng ký. Và ôi chết cha. Ôi chết, lỡ cắn con ngựa rồi. Ê, này, ăn thịt gà đi. Ngoan.